Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế vừa đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao. Bộ Y tế đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo các đơn vị liên quan lập danh sách những người có nguy cơ cao nhiễm virus SARS-CoV-2 để tiêm trước dựa trên tình hình dịch tại nhà máy và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cần chuẩn bị phương tiện và nhân lực để phối hợp với đoàn hỗ trợ của Bộ Y tế triển khai tiêm hết số vaccine COVID-19 đã được cấp trước ngày 10 tháng 6. Ước tính khoảng 90.000 công nhân ở Bắc Ninh sẽ được tiêm vaccine trong thời gian tới. Con số này ở Bắc Giang là khoảng 150.000 công nhân.